Dạ này. Bắt đầu. À, ui, quên mất, đợi 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 đợi. Ừ, thôi đi đi. Rồi, xong rồi. Bài thi tiếp theo. Bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Này, vai bằng ngồi bình thường, vai bằng cái sơn đây này, từ từ thôi. Dừng xe chưa đến vị trí. Em có gì nhỉ? Chưa, lên một tí. Rồi, đấy, đây này. Thấy chưa? Nhìn thấy cái này chưa? Ừ. Nhìn thấy cái này chưa? Ngắt đấy. Rồi, cái mình thấy. Sao mấy cái bay rừng uy tín thế mà không làm được? Bay rừng toàn sai thôi, kể cả trên kia nữa. Rồi, đi. Nhìn chỗ đấy chưa? Chỗ cái giao sơn đấy chưa? Bài thi tiếp theo. Bài thi dừng xe và khởi hành nhé. Từ từ thôi, đợi đầu xe thò lên. Cá nhẹ lên, nhìn thấy cái chỗ lom lom kia chưa? Bên trái trắng trắng kia, đi qua chỗ đấy phát dừng lại ngay. Đấy, lên. Rồi. Uy tín chưa? Bằng chúng cái chỗ trắng này, đỏ trắng này, nhìn thấy chưa? Rồi, hai bên như nhau mà, đi đi. Khó lắm anh ơi. Nhớ không? Hay là mai tôi cắm cho cô cờ đấy. Bài thi tiếp theo. Hôm trước có con bé dừng cái bài đường tàu á, nó còn căn bằng cái bông cây bông lau ở dưới, mà hôm đấy gió bấc. May cho đời nó, hôm sau nó bảo vẫn còn lại cái bông lau này này. Đấy, vẫn còn, đưa đầu xe cao lên. Rồi, đây là cái đoạn này nhá, em phải đi như này này. Chậm thôi, đi càng chậm càng tốt. Rồi, trả lái đi. Đây cái đoạn vào kia cơ. Đi đi, cứ đi đi, đợi đến cái đoạn vào. Đoạn này nhé, cái đoạn vào ấy. Lên cao lên, chậm thôi. Đấy, nếu không được nhá, vai bằng cái cọc thì dừng lại thôi. Cứ như này đi, cho nó dễ, vai bằng cọc rồi. Rồi, đánh lái, trái. Nhả chân. Hết à? Đúng rồi. Đấy. Bao giờ người mình nhìn thấy chữ hạng B này thì bắt đầu trả dần lại. Từ từ thôi, trả từ từ thôi, đừng có trả nhanh. Vì mình phải hướng cái đầu xe nó về đây. Em trả nhanh quá nó lên vỉa hè đấy. Trả nhanh quá, nỏng chân ra. Đấy, rồi. Phải đi. Rồi, nào, chỉnh cho anh nào. Chỉnh thật ít, đi thật chậm. Nếu mà em có thể lắc lắc cái tay này này, đấy, sẽ để cho nó chính xác. Cứ lắc liên tục vào. Đấy, rồi, lắc thế, đúng rồi, đấy, đấy, đúng rồi. Chỉ lắc giật như thế thôi nhé, đừng có chỉnh nhiều. Phải đi. Đấy, đúng rồi, đây, mình uy tín đấy. Được chưa? Rồi, chậm rồi, tay gương sát góc, đánh lái trái hết. Bao giờ thẳng xe thì phanh lại cho nó chắc chắn, chỗ này rất khó. Trả thẳng ạ. Rồi, tay gương biến góc lại, đánh hết lái trái. Đầu xe hướng trả luôn. Đấy, được chưa? Thẳng tay ra. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Bài thi tiếp theo, bài thi đường vòng quanh co. Đấy. Cứ chậm thôi. Cứ chậm chậm thôi, chỗ này là khó. Đây,
là cái bài đỗ rất đơn giản. Ừ, là không làm được, còn cái bài uốn quanh bài co này thì như làm được. Toàn chơi khó nhỉ? Chơi chị những ca khó đúng không? Chẳng hiểu kiểu gì luôn ấy. Bực cả mình, từ nãy giờ toàn trượt cái chỗ đỗ, toàn chưa đến. Đấy, chỗ này giờ là uy tín là giờ vắng này, 12 giờ là vắng nhất này. Anh kia lên xe chưa? Riêng các anh lên. Anh để lái tốt. 36. Con xe 36 chính là hay đấy. 36 không khác gì xe này đâu. Xe mới hay gì nữa? Số đen. Số đen. Hay là đẹp hơn gì nữa. Chủ này vào rồi nhá, đúng không? Ừ. Mình sang chủ bên kia. Đi tranh thủ thẳng đi sang chủ bên bài kia. Bài thi xe dọc vào nơi đỗ. Tốc độ. Đi rồi thì vào. Lúc ấy vừa vào trường này thì trường nào mình cũng phải vào, em hiểu chưa? Để cho nó quen. Mình sang chủ bên kia, đừng có vào xe tải là được. Vào xe tải là đi về luôn, ưu tiên hạng đặc biệt. Chúc mừng bạn đánh xe ra ngoài sân. Mấy hạng đặc biệt. Nỗi khổ. Đua. Nỗi khổ của những người đi thi đúng không? Xong anh rồi. Thật sự cái thi cái gì anh thấy thi lái xe thực hành là dễ nhất, còn lý thuyết thì khó khăn. Bám sát bao giờ em cũng phải bám sát vạch vàng cho anh. Thì để khi mà mình vào mình có đất nhiều mình cua. Chậm nó hỏi nào, okay. Không nhắc nữa nha. Đây đèn ống hơi. Bám nhìn đầu xe, chĩa thẳng đầu xe vào cửa trường ấy. Đấy, đúng rồi. Đừng giả hết nó sẽ đi chéo. Em phải bớt 1/4 này. Đấy, vì em trả sớm quá nên nó chéo. Vai giữa chuồng kệ nó là bình thường. Xe số 5, 7, 8, được chưa? Hết luôn. Bao nhiêu thì cũng cứ hết luôn. Con này bản đủ của nó đây này, tân này. Hay à? Các cái nút nữa là thứ. Đầu tư đây nhỉ? Nữa đi. Mà trắng, dừng lại. Rồi. Con đang xếp thi kia nó khó đúng không? Ừ. Xe nó to, dài hơn, lái ít. Nhìn bên trái trước đi, nhìn bên trái trước đi xem lốp nó chậm nhé. Đừng hãy quên nhìn đâu đúng không? Uy tín rồi, nhìn bên phải chậm thôi, cái chỗ này phải chậm thôi. Nhìn hai bên sao sao. Rồi, đúng rồi. Đẹp luôn. Mạnh dạn cho tít phát. Ok. Đấy, phải uy tín luôn. Từ từ, này, cái tay này. Chém luôn nè. Ừ, định neo lên vỉa. Từ từ, cứ đi bình thường. Neo đến vai à? Vai đến vỉa. Nào, cứ đi đi, đừng có phanh. Mình bấn loạn được gương, cứ ở vai đấy. Nhịp quá. Nhớ khi ra khỏi chuồng là cái vai. Số 5, 7, bắt đầu đi. Lúc đấy vừa được điểm rồi, sướng quá, chém phải. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Ví dụ như em từ đèn đỏ thì em phải quan sát là xem chuồng 1, chuồng 2, chuồng 3 là cái chuồng nào nó sắp xong. Có khi 3 chuồng cùng em vào. Thi, em thi thì cũng nhiều xe như thế ạ? Không. Khoảng, thi ít thôi. Khoảng tầm này này, khoảng tầm này này. Thì sẽ có người trượt, người ra vào liên tục không? Đấy, anh Bình nhà. Ờ. 36. Ừ, ông ấy đi ấy nhưng mà đi hơi hung. Đi ngoài mình, đường mình, ông ấy vùi số má, ông vào mạnh lắm. Kiểu dạng chuyên gia phá xe. Mình thì bạn của chơi với thằng em thì mình cũng không dám nói to. Nhưng mình bảo anh ấy nhẹ tay thôi. Nhưng mà ông ấy kiểu nó quen nhỏ ấy. Ông ấy vào số xót xe lắm. Ngã tư ấy nhá. Đấy, phải xi nhan, thẳng xe phải xi nhan đấy. Con bé hôm nay là tranh thủ chờ thi anh cho em thi được hai rồi. Để báo động. Phanh rơi điện thoại. Xếp đúng xếp. Bài thi tiếp theo. Bài thi dừng xe, chỗ có đường sắt chạy qua. À, đến bắt đầu cái điểm dừng như nào ấy, chuẩn này. Từ từ nhé.
Tôi đi chậm thẳng xe. Kêu không? Kêu rồi. Ừ. Lúc đang định phanh thì chưa thì lại dí hai phát liền là được. Dí đấy. Bài thi tiếp theo. Dí. Bài thi thay đổi số trên đường thẳng. Phải. Nói chung là bây giờ đi mình phải nhìn ra chỉ xong rồi đi mình nhìn ra điểm của mình. Anh bảo em là những cái bài phanh em đi thật chậm thôi. Đây ví dụ anh bảo nghe này, em bỏ chân nha, em bỏ chân nha. Đây. Không đến gần đến bài ví dụ như nhìn này. Bây giờ em dừng cho anh bằng cái cột điện này, chậm thôi là cứ nên đi. Úi, lấy cái chân này thì không được, không thể. Em nhìn này. Này, nằm chân nhá. Nó phải đi này này. Đấy, nó phải đi này này. Đấy, nằm chân bò, đó. Bò từ từ. Đấy, em nhìn thấy chưa? Anh giữ phanh nó đi này này. Đấy, trong ví dụ anh bảo anh dừng ở đây này. Đấy, từ từ đấy. Chứ em mà bị cái chân nó nha này. Đấy. Rồi. Thế nên cái bảo tại sao khi mà hồi mới tập anh nhắc là chân phải co từ từ là như thế. Mạnh nhau. Mạnh. Sâu vào, phanh sâu. Rồi. Không đạt tốc độ quy định. Thấy chưa? Anh bảo phải mạnh vào mà. Dí như kiểu đạp 5 điểm. Dí ra mạnh. Cẩn thận qua. Dí thật mạnh, đạp căng chân vào. Này, nhìn nhá, bắt đầu. Nó đệ 14 lên á. Rồi, bây giờ mới tắt. Chậm một tí không sao cả nhá. Chứ không phải là chưa đến mà cứ thấy tắt đâu nhá. Đấy. Quả đạp ga đạp thoải mái đi. Đạp ga phải thẳng tay và mạnh mẽ lên. Không làm tốc độ mất 5 điểm phí á. Quả đấy nó dễ. Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe ngang và nơi đỗ. Tân về làm bộ mới đi nhá. Ừ. Xong rồi để tao gửi, đưa đầu xe cao lên cô. Đấy rồi, thì nó mới sát được. Vào chùm 2 hoặc chùm 1 nó đều được đúng không? Vào chùm nào, chùm này luôn thì cho nó khó, thẳng tay ra. Cho nó khó, tay gương bằng cái cọc thì dừng lại. Tay gương bằng cột biển báo thì dừng lại. Được chưa? Rồi, núi chả đi. Nhìn thấy vạch đâu nhỉ? Em bảo vạch trên chuồng đâu. Đấy, tay gương bằng biển báo là được rồi. Mình nhìn tay gương. Được rồi. Núi đi. Nhìn gương. Thôi, đi ra luôn. Chuẩn rồi, tít rồi. Thôi. Phải ra luôn. Đánh hết tất luôn. Ừ, ra luôn, không phải trả chủng gì cả. Tít ra luôn. Đi hẳn ra là ngoài kia kìa. Đấy, thế xe này được luôn. Thời gian quá sướng. Bài thi tiếp theo. Có những lúc mình vào nó sẽ như thế, không cần phải chỉnh gì cả nữa. Nghe đến tút một phát. Không cần trả lái à? Chả phải trả cái gì cả. Thì lái nó đang ra mà. Thì lúc đấy là nó đã vào rồi. Thì giống như là em kêu xuống, kêu tút phát xong rồi em cứ đánh lái phát em đi ra đấy, kiểu dạng thế. Nhớ nhá, nào nhớ cái gì đây. Ôi, vòng cuối là cố gắng không nhắc cái gì cả. Đây thỉnh thoảng vẫn bị nhắc để tội đến chết thôi. Vòng sau không nhắc đi, nữa. 12:30 chưa ạ. Sắp 35 phút nữa. Chạy nhanh thì được 2 vòng. Quả này chạy nhanh đấy. Mấy cái bài dừng là hơi bị ả ma đấy. Không dừng được là anh thấy lạ đấy. Em không dừng ở đây là do phanh của mình thôi. Đi như lúc nãy mà đi thật chậm đấy. Phải đi thật chậm vào. Em xác định phải đi thật chậm vào. Cái chân của em là vẫn bị nhả nó bụp 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 bụp. Em phải co thật từ từ. Đạp chồng nhẹ nhàng thôi. Em chẳng được đạp chồng. Chỉ dùng lời nói là đã phải biến rồi. Biết võ công cao rồi. Nên là khó.
phải dùng động tác cơ học à? Thế tối nay mình tác động cơ học xem. Nào nhớ nào, nhớ nào. Thì mai 4 giờ anh từ nhà anh ra anh đón em nhé. Kết thúc rồi. Cứ đi qua đi, ai bảo dừng. Đấy, đúng không? Đi thoải mái đi. Ai bảo dừng. Chúc mừng bạn đã thi đạt cần thi lái xe trong chọn hình. Chọn ngồi. Thầy đi trước đấy. Rồi.